Rồi, hướng dẫn các bạn cách mình tạo cái Google 3D nha. Google 3D hot trend hiện tại này ha. Đầu tiên mình vô cái Google Chrome trước. Đó. Như mình sợ cái từ khóa là TG con hổ mà con bất kỳ con vật mình thích nha. Rồi kéo xuống dưới thấy là xem cái chế độ 3D. Đó. Không vô, bạn xíu. À, mình sẽ thấy con hổ nằm ngay nhà mình đúng không? À, mình lắc điện thoại, lắc điện thoại qua lại, đó mình sẽ thấy con hổ nằm kế ngay nhà mình luôn. Mình muốn hổ nhỏ mình cho nhỏ lên, hổ lớn mình cho lớn lên, đó mình sẽ chụp hình xây điện thoại ngang lại được luôn nha. Đó, con hổ ngay nhà mình luôn. Đấy, nó có hả? Rồi có một con chó đi ngang luôn nè, chụp tấm hình lại luôn. Đó. Con chó viên hổ kế bên luôn. Đó, con chó lại nằm kế bên hổ luôn. Đó, thấy chưa? Còn hổ không làm gì con chó. Đó, thấy chưa? Đó, cách mình làm cái video cái 3D nha. Đó. Xây đứng điện thoại lại nè. Xây ngang thì đứng gì cũng được đó nha. Đấy. Tương tự mình làm những con khác ha. Thú ảo 3D là một tính năng mới do Google phát triển. Đây sẽ là một trải nghiệm thú vị trong bối cảnh người đang phải ở nhà cách ly vì đại dịch COVID-19. Công nghệ thực tế ảo tăng cường AR dường như vẫn còn là một khái niệm lạ lẫm với nhiều người. Tuy nhiên, nó đã được Google đơn giản hóa bằng một giải pháp có tên Google 3D Animal. Tính năng này cho phép người dùng có thể quan sát các con vật dưới hình dạng 3D khi tìm kiếm kết quả về chúng trên mạng Internet. Tất nhiên, điều này chỉ có thể áp dụng với công cụ tìm kiếm của Google. Thú ảo được tạo ra nhờ tính năng Google 3D Animal. Ví dụ, khi muốn có hình ảnh 3D một chú chó, bạn chỉ search dòng chữ chó hoặc dog theo tiếng Anh trên thanh công cụ tìm kiếm của Google. Bên dưới kết quả trả về cho biết những thông tin về loài chó, Google sẽ hiện lên tùy chọn nhìn cận cảnh con vật này với kích thước thật. Lúc này, việc mà người dùng cần làm chỉ là chọn xem ở chế độ 3D, khi đó, một chú chó ảo sẽ hiện ra trước màn hình thông qua camera của điện thoại. Người dùng có thể thoải mái phóng to thu nhỏ kích thước chú chó và di chuyển con vật này đến bất cứ nơi nào bạn muốn. Để tạo thú ảo, người dùng cần search tên con vật trên công cụ tìm kiếm Google nếu là một fan của tựa game Pokemon Go. Bạn sẽ thấy cách chơi thú ảo này khá quen thuộc, điều này được thực hiện nhờ công nghệ AR. Tuy vậy, không phải thiết bị nào cũng có thể xem được thú ảo, đó sẽ phải là một chiếc smartphone hoặc tablet. Với người dùng Android, thiết bị của bạn phải chạy hệ điều hành Android 7.0 trở lên, trong khi đó với người dùng iOS, những chiếc iPhone, iPad sẽ phải chạy trên nền tảng hệ điều hành tối thiểu là iOS 11. Ngoài ra, không phải loài động vật nào cũng được Google tái tạo ở dạng 3D, hiện Google mới chỉ hỗ trợ khoảng 30 loài vật trong tính năng này. Danh sách thú ảo được hỗ trợ bởi Google: cá sấu, bộ cá vây chân anglerfish, chăn hoàng gia bull python, gấu nâu, mèo, báo hoa mai, hươu, chó, các giống bulldog pomeranian, labrador retriever, park rottweiler, vịt đại bàng, chim cánh cụt, gấu trúc, dê, ngựa, nhím gai, hedgehog, báo, sư tử, bạch tuộc, vẹt mơ co, gấu mèo, cá mập, ngựa shetland, rắn, hổ, rùa và sói. Để tạo ra thú ảo trên smartphone, bạn cần thực hiện theo các bước sau. Đầu tiên, hãy search tên con vật trên thanh công cụ tìm kiếm của Google. Bạn có thể search bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Google 3D Animal hiện chỉ hỗ trợ khoảng 30 loài động vật theo danh sách phía trên. Sau khi tìm kiếm, kéo màn hình xuống dưới và chọn xem ở chế độ 3D, nếu không thấy tùy chọn này, thiết bị của bạn có thể không được hỗ trợ. Ở bước tiếp theo, hãy quay camera xuống dưới mặt sàn để Google có thể lồng ghép mô hình thực tế ảo vào không gian nhà bạn. Chỉ ít giây sau đó, con thú ảo sẽ hiện ra, bạn có thể di chuyển vị trí hoặc phóng to thu nhỏ con vật theo ý muốn. Hiện có khoảng 30 loài vật được hỗ trợ mô hình ảo 3D của Google.